Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Toyota Tân Cảng Bình Huy là đại lý chính hãng của Toyota các anh chị. Thì Bình Huy có những cái sản phẩm xe mới, xe qua sử dụng. Thì hôm nay rất nhiều quý khách hàng hỏi Huy về những chiếc xe lướt Toyota Corolla Cross các anh chị. Nhưng mà hôm nay thì bên Huy có một sản phẩm hơn cả những chiếc xe lướt các anh chị, mà giá thì thực sự trên thị trường hiện tại với những chiếc xe như thế này các anh chị, giá đang xem bằng với giá của xe lướt. Anh chị có thể coi trên những cái trang như là bốn bánh thì những chiếc xe lướt 2022 đang có giá lăn quanh khoảng 800. Nếu như mà lăn bánh ra giấy tờ hết thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 820. Có những chiếc xe thậm chí lên tới 830 lần các chị. Nhưng với chiếc xe với model 2022 mới hoàn toàn chưa lăn bánh thì hãng đang hỗ trợ giá cực kỳ tốt luôn anh chị. Với phiên bản bản B như chiếc xe ở phía trước mặt Huy đây thì lăn bánh giá bây giờ còn lăn quanh đâu đó chỉ có 850 thôi anh chị. Một chiếc xe chưa lăn bánh luôn. Wow, một cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Đó là phiên bản V, phiên bản giữa nha anh chị. Còn đối với phiên bản G, phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có một cái mức giá lăn bánh luôn thì có lăn quanh đâu đó chỉ có khoảng 750 thôi các anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Một chiếc xe Corolla Cross làm mưa làm gió ở trong phân khúc SUV 5 chỗ gầm cao các anh chị, và cực kỳ rất là nhiều những tính năng, và xe này chạy đầm chắc, khả năng tăng tốc khá là tuyệt vời. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V bản V các anh chị, và mức giá cho một cái model 2022 xe mới hoàn toàn chưa lăn bánh chỉ lăn quanh 850 triệu thôi, một mức giá cực kỳ tốt. Huy mời quý cô chú anh chị cùng xem những tính năng đang có trên chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8V như thế nào nha anh chị nha. Ok các anh chị, đầu tiên thì Huy mời quý cô chú anh chị mình xem tổng thể thiết kế của xe khá là trẻ trung, và với một cái mẫu Toyota Corolla Cross được trang bị rất là nhiều những cái tính năng như là hệ thống đèn, thì xe này trang bị hệ thống đèn LED nha các anh chị nha. Và đèn LED này là một cái đèn LED rất là thông minh, có thể tự động bật tắt cũng như là có thể điều chỉnh được cái độ từ cái chế độ code sang pha cũng như là chế độ pha sang code. Khi anh chị chạy đường trong đô thị á thì nó chỉ hoạt động ở chế độ code thôi các anh chị, nhưng khi anh chị ra ngoài đường trường thì nó sẽ chuyển từ chế độ code sang chế độ pha, khá là ok nha. Và một điểm nữa các anh chị thấy đây, ở chỗ khu vực cái logo Toyota này thì ở phía trong này có một cái bộ radar, thì kết hợp với cái bộ ở trên này thì có thêm một tính năng nữa là tự động phanh khẩn cấp các anh chị. Đấy, tự động phanh khẩn cấp, khi mà anh chị mà lơ đễn vì một vấn đề gì đó thì xe sẽ cảnh báo cho quý anh chị và sẽ tự động phanh để tránh giảm thiểu cái va chạm của anh chị so với những cái chướng ngại vật ở phía trước. Đấy, một điểm cực kỳ an toàn luôn ở trong cái gói safety sense của Toyota. Ngoài ra những cái vấn đề như Huy chia sẻ như là đèn thích ứng thông minh hay là hệ thống phanh khẩn cấp thì có thêm tính năng là cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường các anh chị. Đấy, một trong những cái tính năng cực kỳ hiện đại ở trên chiếc xe Toyota Corolla Cross các anh chị. Tức là khi mà anh chị chạy vì một vấn đề lơ đễnh trong vấn đề mình di chuyển thì nó sẽ cảnh báo quý anh chị là xe đang lệch làn đường. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ giữ làn đường, tức là nó sẽ tác động một cái lực lên vô lăng để nó ưa cái xe của quý anh chị về cái làn đường mình đang sử dụng. Đây các anh chị nè, đây đây này, kích hoạt cái chế độ cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường rất là hay luôn các anh chị. Và có chế độ cruise control ga tự động các anh chị, nhưng mà ga tự động này nó có một cái tính năng là giữ khoảng cách với phương tiện ở phía trước luôn, cực kỳ an toàn luôn các anh chị. Anh chị mà thiết lập cái chế độ khoảng 60 cây số trên giờ thì nếu như mà phương tiện ở phía trước nó chạy khoảng 55 cây số trên giờ thì xe của anh chị cũng sẽ giảm tốc độ xuống còn 55 để giữ an toàn so với phương tiện ở phía trước, cực kỳ hay luôn anh chị. Với màn hình táp lô rất là đẹp nha anh chị nha, rất là đẹp. Thì Huy cũng sẽ cùng với chú anh chị mình xem ở trong nội thất thì Toyota Corolla Cross nó có những cái điểm gì mà được khách hàng đánh giá rất là ok các anh chị.
Đầu tiên là ghế thì được chỉnh điện 8 hướng. Đấy. Và đây như Huy chia sẻ có công tắc auto này ha. Tự động bật tắt. Đấy. Rồi có cốp, mình có thể điều khiển cốp điện đó anh chị. Cốp điện nha. Đó. Ok, cốp điện là với cái mẫu 2022 mà mẫu mới đó anh chị sẽ được trang bị thêm cái phần cốp điện. Rồi, ở trên màn hình DVD thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là lớn, 9 inch, quan sát rất là ok luôn anh chị. Thì màn hình này nó có thể kết nối với điện thoại thông minh, rồi có rất là nhiều những cái tính năng, nhưng mà trong đó một tính năng mà Huy rất là thích luôn anh chị là cái phần camera 360 độ. Đấy, 360 độ anh chị. Đó, quan sát xung quanh xe luôn. Và đặc biệt là khi mà anh chị có thể để ý ở phía trước anh chị, ở phía trước thì có hai cảm biến góc á, khi mà anh chị đánh lái thì ở hai bên này anh chị, nếu như mà sắp gặp chướng ngại vật á thì nó sẽ cảnh báo cho quý cô chú anh chị bằng những cái tiếng kêu rất là an toàn khi anh chị lái. Còn hệ thống điều hòa thì xe này được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn anh chị nha. Khởi động và nút bấm start stop đây. Đấy. Cũng như là Huy chia sẻ sơ thì ngoài những cái tính năng như là cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường thì xe còn có một tính năng rất là hay nữa anh chị, là cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang ở phía sau. Thì anh chị có thể quan sát ở trên cái gương này có một cái hình hai chiếc xe. Khi mà anh chị xi nhan hoặc là khi mà anh chị muốn chuyển làn đường mà có phương tiện ở phía sau đang chạy lên ở vị trí điểm mù thì nó sẽ cảnh báo giúp cho quý cô chú anh chị mình biết, hoặc là khi anh chị mà có phương tiện ở phía sau đang chạy ngang qua nó sẽ gây mất an toàn cho anh chị, cho nên nó sẽ cảnh báo. Rồi xe thì có cửa sổ trời, cửa sổ trời đây các chị. Đấy, mình có thể mở nâng cửa sổ trời lên. Đấy, rất là ok luôn. Và đèn ở trên trần thì được sử dụng là đèn hệ thống đèn LED nha anh chị nha. Và hệ thống đèn các chị nó có tính năng chờ dẫn đường luôn. Đấy, chờ dẫn đường luôn anh chị nha. Tức là khi mà anh chị mà muốn đi ra khỏi xe rồi anh chị vào trong nhà đó thì anh chị chỉ cần kéo cái cần đèn về phía bên mình nữa các chị. Rồi anh chị đi ra ngoài thì đèn sẽ tự động sáng lên, khoảng 30 giây thì nó sẽ tự động nó tắt nha anh chị nha. Đấy, rất là ok luôn. Còn mà về công tắc lên xuống tính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa các anh chị. Đấy. Đó, xe thì được thiết kế rất là đẹp, rộng rãi, thoải mái, anh chị ngồi rất là ok luôn. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái nha anh chị nha. Huy đã có cơ hội chạy chiếc xe này, chiếc xe bản B từ Sài Gòn về Quảng Ngãi các anh chị. Khoảng đâu đó 800 cây. Nhưng mà đi thực sự rất là khỏe luôn. Khả năng vận hành, độ cách âm và cái tính năng an toàn của xe tuyệt vời, trên cả tuyệt vời các anh chị. Với trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, chuyển số rất là êm dịu luôn. Cho nên là thực sự là Huy có trải nghiệm đã một mình Huy cùng với gia đình di chuyển từ Sài Gòn về quê lúc dịp Tết vừa rồi các anh chị. Đi rất là sướng luôn. Và thực sự là đây là một cái mẫu xe gầm cao, độ cách âm tốt, khả năng vận hành tuyệt vời. Và hiện tại thì có mức giá cực kỳ tốt luôn các anh chị. Rất là tốt luôn. Và có gương chống chói tự động trong xe luôn anh chị nha. Gương chống chói tự động trong xe. Đấy, đó là một trong những cái điểm mà Huy muốn gửi đến quý cô chú anh chị về cái mẫu xe này. Quan trọng là Huy giới thiệu lại thôi, chứ còn thực sự xe này quá quen rồi. Bây giờ chạy ra ngoài đường rất là nhiều. Toyota Corolla Cross chạy ngoài đường rất là nhiều luôn. Đó. Và một điểm các anh chị, Huy cũng chia sẻ luôn, khi mà anh chị ghé cái mặt gương này nó sẽ hơi gập xuống xíu để cho quý anh chị có thể quan sát được những phương tiện ở phía sau. Thực sự với một cái mức giá phiên bản V như thế này, thực sự là khi mà anh chị mới mua, anh chị phải mua phụ kiện thêm đó nha. Còn mà giá mà thực sự lăn bánh của một chiếc này thì đâu đó lanh quanh là khoảng 950. 950 của anh chị. Nhưng mà hiện tại thì với một chiếc xe mới model 2022, không khác gì xe mới, thì anh chị có một cái sản phẩm chưa lăn bánh nhưng mức giá cực kỳ tốt. Lăn bánh chỉ có khoảng đâu đó lanh quanh 850 thôi các anh chị. Tuyệt vời đúng không? Thì Huy cũng thực sự chia sẻ với anh chị là giai đoạn vừa rồi thì bên Huy rất là khó mua những chiếc xe Toyota Corolla Cross như thế này. Vì thực sự là bây giờ bên Huy mua thì có xe, nhưng mà khi mà về bán ra thì thực sự như Huy chia sẻ, bây giờ ở trên những cái trang điện tử đó thì anh chị thấy là những chiếc 2022 mà đã qua sử dụng rồi có khi là 15, 20 hay là 10 thì mức giá khoảng đâu đó lăn quanh 800, có những nơi còn hơn giá 800 nữa. Mà lăn bánh thì anh chị thấy rồi, lăn bánh thì nó phải thêm khoảng phải 20-30 triệu nữa. Đó, thì so với chiếc xe lướt như thế này, lăn bánh chỉ 850 thì thực sự là nó tốt hơn rất là nhiều các anh chị, tốt hơn rất là nhiều.
Đó, đó là một cái điểm mà Huy chia sẻ. Đây, camera dê phía sau nha anh chị. Cho nên là vì sao thực sự là phải đến 4 5 tháng rồi là bên Huy không có cross lướt đó anh chị. Đó là một cái điểm mà thực sự là Huy cũng muốn chia sẻ. Vì rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều anh chị quan tâm đến kênh Xe Cũ Miền Nam của Huy cũng hỏi Huy khi nào về cross thì báo anh, báo chị, nhưng thực sự là cũng rất là lâu rồi mà không có được anh chị. Vì những chiếc xe cross rất là khó, xe mới nó đang hỗ trợ giá tốt lắm. Cho nên là thực sự rất là khó để có những chiếc xe lướt mà giá hợp lý cho quý anh chị. Đây anh chị ha, cốp đựng đồ rộng rãi lắm. Anh chị để Huy về quê mà nhà Huy thực sự là có bé nhỏ nữa, cho nên là đồ để rất là nhiều. Nhưng mà Huy đi Huy để là coi như là còn dư chỗ luôn á chị. Cực kỳ rộng. Đấy thì Huy cũng chia sẻ, còn mà trên thị trường thì Huy thấy 2021 bây giờ anh chị thì nó lanh quanh đâu đó khoảng phải 700, 740, 750, mà lăn bánh nữa thì nó đâu đó khoảng 760 rồi anh chị. Đó thì thực sự là có rất là nhiều khách hàng cũng chia sẻ với Huy là bây giờ anh cần cái không cần cái đời cao đâu, đời thấp thấp cũng được. Nhưng mà thực sự là Corolla này 2020 nó mới có anh chị. Nhưng mà nếu như phiên bản V này á, 2020 bây giờ giá nó cũng tương đối cao. Vì khi mà cái lượng khách hàng mua Corolla đời 2020 đó anh chị thì phải mua thêm phụ kiện nữa. Đó, cho nên là cái giá nó cao. Cho nên là những cái sản phẩm mà 2020 á ở bên Huy thực sự rất là khó chào giá. Vì khách hàng mua giá cao nhưng mà đi ít hoặc là đi không được có mấy năm thôi, mà thời điểm mua là nó khoảng đâu đó 9,5 triệu mà còn mua thêm phụ kiện nữa các anh chị. Đó, còn bây giờ bên Huy mua về thực sự là rất là khó mua. Thì hôm nay á thì bên Huy còn có những chiếc xe như là màu xám các anh chị, rồi màu trắng ngọc trai nè, rồi màu đen nè, rồi màu đỏ nè, đó màu xanh nữa các anh chị. Đó thì cũng có một số màu như vậy. Và xe thì model 2022 cũ cũng có, mới cũng có. Mới là nó có cấp điện rồi anh chị, cũ thì nó chưa. Nó chỉ khác một số những điểm như vậy thôi. Ngoài những cái phiên bản 1.8V á, thì những chiếc xe mà phiên bản 1.8G tiêu chuẩn á, thì bên Huy cũng đang hỗ trợ giá tốt. Thì như anh chị thấy là chỉ còn lăn quanh đâu đó là khoảng 750 thôi. Còn những chiếc xe hybrid cũng vậy thì cũng đang hỗ trợ giá tốt. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ với Huy nha. Xe có cảm biến rau và cửa thông minh này các anh chị, rồi có cảm biến áp suất vỏ cảm biến áp suất vỏ cho anh chị nha. Nếu như anh chị chạy vỏ nó mềm nó sẽ báo trên này. Ok các anh chị, thì có rất là nhiều những tính năng an toàn ở trong gói xe Tizen. Và đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao rộng rãi, độ cách âm, khả năng vận hành tuyệt vời. Thì anh chị quá quen đối với Toyota Corolla Cross rồi, siêu tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nha. Ở cái thông số mà chạy ở ngoài đô thị 5.9 nhưng mà Huy đã chạy rồi các chị, chạy về quê ở đường trường á chỉ đâu đó khoảng 5.4 thôi các chị, nó tiết kiệm hơn. Còn kết hợp á là không tới 7 lít đâu, Huy chạy thử rồi nó khoảng đâu đó khoảng ngoài 6 lít một tí thôi, 6 lít 2 6 lít 3. Huy cũng đã sử dụng một khoảng thời gian, Huy cũng cảm nhận được cái độ tiết kiệm nhiên liệu của Toyota Corolla Cross. Đó là thực tế Huy sử dụng xe luôn, Huy chạy luôn, và cũng tư vấn sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm và chia sẻ với anh chị. Và về mức giá, đặc biệt là mức giá nha, anh chị nào mua xe lướt thôi ráng thêm vài chục triệu nữa anh chị mua những chiếc xe mới chưa lăn bánh như thế này thì thực sự quá thật rất là tuyệt vời luôn. Anh chị đi anh chị sẽ cảm nhận được về cái khả năng vận hành của xe, độ tiết kiệm nhiên liệu. Và Huy cũng xin gửi đến quý cô chú anh chị những cái điểm về chiếc xe Toyota Corolla Cross và giá của sản phẩm thì đang cực kỳ tốt. Anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847, và nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để khi mà có những chiếc xe lướt đẹp hay là có những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi tốt ở thời điểm hiện tại thì Huy sẽ gửi lên cho quý cô chú anh chị mình nắm để mình cân đối giữa xe qua sử dụng cũng như là xe mới đang có chương trình ưu đãi tốt ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ. Hiện tại thì ngoài Corolla Cross thì bên Huy có những chiếc xe như là Toyota Corolla Actis hay là những chiếc xe Vios cũng đang hỗ trợ giá cực kỳ tốt, đặc biệt là chiếc Vios G mẫu 2020 các anh chị. Giá lăn bánh hiện tại đâu đó chỉ lanh quanh khoảng 500 thôi. Bản G 2022 chưa coi như là lăn bánh thì khoảng đâu đó lanh quanh khoảng 500 ngoài tí thôi. Đó, cực kỳ tốt luôn anh chị. Ok các anh chị nha. Rồi, xin kính chào và hẹn lại quý video của anh chị ạ.